chàng trai trẻ tuổi 20, có một người con gái tuổi 20. Tạm biệt người thân lên đường chiến đấu, ra đi không hẹn ngày về, lòng mang khát vọng trong tim. Như huyền thoại anh vui sống giữa cuộc đời, như mẹ hiền chỉ đến với đồng đội, đàn bom để chi dù từng giây là cái chết. Chỉ có trái tim yêu hòa bình và yêu cuộc sống này. Cuốn sách Mãi Mãi Tuổi 20 được nhà xuất bản Thanh Niên in ấn và phát hành, lời viết lại của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc vào những ngày anh nhập ngũ, ngày 2 tháng 10 năm 1971 đến ngày 24 tháng 5 năm 1972, với độ dày 337 trang, in trên khổ 14,5 x 20,5 cm. Do nhà thơ, nhà báo Đặng Phương Hưng sưu tầm giới thiệu tập nhật ký này. Có những người lính đã phải nhìn đồng đội mình ngã xuống, có những người lính phải mang những thương tật không thể chữa, có những người lính đã phải để lại gia đình, tuổi xuân mà ra chiến trường. Nhưng những gì họ đạt được đều rất xứng đáng được các thế hệ sau nhắc đến đầy tự hào. Mãi Mãi Tuổi 20, cuốn nhật ký thời chiến của một chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã làm rung động trái tim của rất nhiều độc giả ở mọi lứa tuổi, trong mọi thời đại. Ấn tượng đầu tiên về cuốn sách đặc biệt đó là nhan đề Mãi Mãi Tuổi 20, gợi một sự tươi trẻ, tràn đầy sức sống và còn mãi với thời gian. Bạn đọc thân mến, lật từng trang sách, các bạn sẽ được gặp ở đó một chàng trai Hà Nội. Khi anh bước chân vào ngưỡng cửa đại học là khi cuộc chiến tranh Việt Nam đang thời kỳ căng thẳng, ác liệt nhất. Anh học giỏi cả xã hội và tự nhiên, như thời ấy thường nói, nghĩa là cả văn và toán. Ở trung học, anh đạt giải nhất thi học sinh giỏi văn toàn miền Bắc. Ở đại học, anh là sinh viên xuất sắc của khoa toán của Đại học Tổng hợp Hà Nội. Anh có thể được chọn một con đường khác cho sự nghiệp của mình, nhưng cũng giống như biết bao chàng trai Hạ Thành năm tháng ấy, anh đã cởi áo sinh viên để khoác lên mình áo lính. Khi đất nước lâm nguy, khi tổ quốc cần, các anh sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ đẹp nhất của mình, quyết tử cho tổ quốc, quyết sinh. Bạn đọc thân mến, người trai Hà Nội ấy đã vĩnh viễn nằm xuống đất Quảng Trị. Hôm nay, các bạn đang có trên tay mình những tâm tình của anh qua cuốn sổ nhật ký quân ngũ anh ghi trong quãng thời gian huấn luyện tân binh. Từ sự trải nghiệm của đời chiến sĩ, từ sự yêu thương gắn bó, Nguyễn Văn Thạc đã chép rất kỹ những điều mắt thấy, tai nghe và cả những điều anh cảm nhận được. Đó là chuyện về gia đình những người dân nơi anh đóng quân, chuyện về những anh lính cùng đơn vị, về những cán bộ chỉ huy, tiểu đội, trung đội. Có nhiều chuyện vui nhưng cũng có cả những chuyện buồn. Dưới cái nhìn tinh tế, giàu cảm xúc của người lính trẻ, bạn đọc sẽ cảm nhận được sâu sắc tình quân dân nồng ấm, tình đồng chí keo sơn, gắn bó của các chiến sĩ trên đường chiến đấu. Và hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ luôn được nhân dân tin yêu. Bên cạnh những kỷ niệm ấm áp đó, những người lính trẻ cũng thật đau xót, xót xa khi phải chứng kiến sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh, làng xóm chìm trong tang tóc và bóng đêm, chứng kiến sự hy sinh mất mát của đồng đội mình. Tất cả đã để lại trong lòng người chiến sĩ trẻ những dấu ấn sâu đậm, để thôi thúc, để thổi bùng ý chí quyết tâm chiến đấu với kẻ thù xâm lược. Trong nhật ký, Nguyễn Văn Thạc viết: "Không, suốt đời ta không quên cảnh em bé miền Nam đập tay lên vũng máu. Dưới tay em lẽ ra là chậu nước mát, cái biển mênh mông của tuổi thơ hồn nhiên nhí nhảnh." Trước sự hy sinh, anh vẫn nói với đồng đội: "Chỉ tiếc là không còn để chiến đấu được nữa, biết bao dự định còn dang dở." Anh đã ra đi mãi mãi ở tuổi 20. Mặc dù chỉ có
10 tháng tuổi quân, nhưng dọc đường hành quân ra trận, khắc phục biết bao gian khổ, hy sinh, Thạc vẫn làm tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ, vừa tích cực ghi chép những sự kiện, những cảm nghĩ về đời, về người trong những năm tháng hào hùng của dân tộc. Chiến đấu chống Mỹ cứu nước đang trong giai đoạn ác liệt, tiến đến thắng lợi hoàn toàn. Trong hồn thiêng sông núi, tấm gương của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc là minh chứng của quân đội nhân dân Việt Nam anh dũng, dân tộc Việt Nam anh hùng. Hôm nay, khi đất nước đã hòa bình, độc lập, những tấm gương ấy, những con người đất Việt ấy, dù đã ra đi mãi mãi, nhưng vẫn luôn bất tử trong mỗi người dân Việt Nam. Và hơn hết, mỗi chúng ta xin cúi đầu tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các thế hệ cha anh, những chiến sĩ đã hy sinh anh dũng. Cuốn sách Mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc sẽ là một cuốn sách thật ý nghĩa, một tư liệu quý giá mà Thư viện Quân khu 2 muốn gửi tới quý độc giả. Hy vọng Mãi mãi tuổi 20 sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn đọc gần xa. Bạn đang cầm trên tay bản in mới nhất của tác phẩm Mãi mãi tuổi 20. Đó là một cuốn sách nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, vượt ra khỏi khuôn khổ một ấn phẩm thông thường. Mãi mãi tuổi 20 đã trở thành tên gọi một phong trào sinh hoạt chính trị, tiếp lửa truyền thống của thế hệ trẻ với cựu chiến binh cả nước. Cuốn sách sau đó đã trở thành sự kiện văn hóa xã hội của Việt Nam năm 2005. Không phải ngẫu nhiên mà tác phẩm này lại được tái bản nhiều lần với số lượng kỷ lục, trở thành một hiện tượng và làm rung động hàng triệu trái tim của bạn đọc. Cũng không phải ngẫu nhiên mà Mãi mãi tuổi 20 đã khơi nguồn, tạo cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm, thơ ca, nhạc họa, bài viết trên báo chí, phát thanh, truyền hình và Internet.